Ngày 9 tháng 9, Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Khải, sinh năm 2000, trú tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, và Đinh Văn Hải, sinh năm 2002, trú tại xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, để có tiền tiêu xài, Khải cùng Trần Văn Hoàng, sinh năm 1991, trú tại xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, đã lập tài khoản Facebook giả mạo, đăng tin cầm cố xe ô tô nhằm mục đích lừa đảo. Qua đó, Khải đã liên hệ với một nam thanh niên ở Quảng Ninh, người cần cầm cố chiếc xe Toyota Veloz Cross với số tiền 80 triệu đồng. Sau khi nhận xe, Khải đã bán chiếc Toyota Veloz Cross với giá 140 triệu đồng. Sau một tuần, khi nạn nhân liên hệ để chuộc xe và cầm cố thêm chiếc Ford Everest, nhóm đối tượng đã hẹn gặp tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Khi nạn nhân giao chiếc xe Ford Everest và giấy tờ, Khải và Hải đã bán chiếc xe Ford Everest với giá 200 triệu đồng rồi cắt đứt liên lạc với nạn nhân, còn Hoàng bỏ trốn. Biết mình bị lừa, nạn nhân đã báo cáo vụ việc với Công an huyện Văn Lâm. Quá trình điều tra gặp khó khăn do các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội ẩn danh. Tuy nhiên, cơ quan công an đã nhanh chóng làm rõ vụ án và triệu tập Khải và Hải. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hiện cơ quan chức năng đang tập trung truy bắt đối tượng Hoàng và mở rộng điều tra.